Vâng, em xin mến chào các bác yêu hoa lan trên toàn quốc và xin chào anh Tiến Dũng. Thì theo cái yêu cầu và cái nguyện vọng của anh thì hôm nay tôi quay một cái video này xin gửi đến anh nha. Đây là tôi chỉ còn có mấy cái chậu kiếm vàng này nữa có thể bán và chia sẻ cho anh. Hoặc là nếu như anh không lấy thì các bác khác thì có nhu cầu thì xin mời các bác hãy liên hệ nha. Đây là một cái chậu kiếm vàng rừng Thái và đã có mặt hoa, nở hoa tại chậu rồi nha. Cái chậu này thì xin thưa với các bác là nó có bốn thân. Đấy, bốn thân. Và đang lên là bốn bốn cái mầm rồi các bác nha. Đấy, đây một cái mầm này, hai cái mầm này, và ba cái mầm và bốn cái mầm. Em vừa kiểm tra sơ bộ thì thấy là có bốn cái mầm rồi. Đấy, và thân thì khá là to. Thì em xin dùng cái thước để đo cho các bác xem. Đấy, đây là cái thân của nó. Đấy, các bác như này là các bác nhìn rõ thấy này. Đấy, và đấy. Và cái chậu, cái mặt chậu này của em là gần 30 cm nhé, 30 cm. Đấy, và cây thì khá là cao to. Đây. Đây là chiều rộng của thân này. Đo như này thì các bác ước lượng được và hình dung được cái cây của mình. Đấy. Còn đây là em xin quay này. Đấy, đây là một cái chậu. Một cái chậu này thì bốn thân. Và còn một cái chậu này thì là có một cái chậu này ba thân, nhưng mà cái thân này thì nó rời và em đã cho rồi, còn lại có hai cái thân này thôi, hai thân, một mẹ và một con. Đấy. Một mẹ và một thân tư. Và bên này thì lại còn một cái thân nhỏ hơn nữa, một cái thân nhỏ hơn nhưng mà cũng đã có mầm rồi, có mầm, đang lên mầm rồi. Cây rất là khỏe lực nha. Thì em xin quay và chia sẻ giới thiệu đến các bác, nếu như mà bác Tiến Dũng mà lấy thì báo lại cho em. Còn nếu mà bác Tiến Dũng mà không lấy thì em sẽ chia sẻ lại cho người khác. Và hôm nay nó là ngày thứ bảy, tránh dịch Covid ở nhà thì xin quay và gửi đến cho bác, cũng như là chia sẻ với các bác. Và em chỉ còn có mấy cái chậu như thế này nữa thôi. Đấy là chậu kiếm vàng mà đã có mặt hoa nở tại chậu rồi, nên là các bác yên tâm. Và cũng xin thưa với các bác rằng cái dòng kiếm này nha, là nó đã có hoa và nở tại chậu cũng như là ở nhà rồi. Nó hoàn toàn nó khác với những các cái kiếm vàng mà các bác cứ mua ở chỗ khác, mà người ta nói là kiếm gieo hạt hoặc là kiếm mô đấy, là nó khác các bác nha. Hai cái loại này nó hoàn toàn nó khác nhau đấy. Một cây kiếm mà có hoa tại giò nó hoàn toàn khác với một cái cây kiếm mà gieo bằng mô hoặc là gieo hạt, có khi là ra toàn bằng kiếm mắm rồi các bác. Vâng, thôi vậy em xin có mấy phút thì quay cũng như là chia sẻ đến với các bác nha.
Thôi em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video sau.